vâng. Cái mà ăn cơm á, bình thường mình ăn cơm mình cần phải có một món mặn phải không? Dạ, dạ. Thường thì... em ăn thì em cũng thích là nó vừa mặn mà nó vừa có cái canh á. À, có canh, có xào, có mặn. Thì bây giờ mình làm một món đồ mặn ha. Thì hôm nay chị sẽ chia sẻ một cái công thức là làm món cà tím kho. Vậy thì chị Vân nghĩ là cà vậy mình sẽ sắc như thế nào? Cà đó mình cần khoảng 3 trái cà hay là khoảng 1 phao rưỡi cà tím ha. Mình cần chút xíu boro, nếu mà mình quý vị nào xào boro thì xào boro, còn nếu mà không thích ăn boro, không thích ăn hành nữa thì mình bỏ cái này ra cũng không sao hết. Rồi vật liệu chị nói thành phần vật liệu luôn nha. Là mình cần có một cái hũ, một cái can Cocorico. Nếu mình không có ở nhà thì... nếu mà mình không có thì mình xài 7-Up hoặc là mình xài nước lạnh cũng được. Thì cái lúc mà mình xài, nếu mà mình xài nước lạnh thì mình tăng thêm cái độ đường lên chút xíu, cái thành phần đường mình tăng lên chút xíu. Rồi mình cần có soy sauce với lại oyster sauce, đó là tất cả những thành phần vật liệu ha. Rồi để qua đây. Rồi đầu tiên á, bây giờ chị em làm cho chị ha. Dạ. Em cắt giùm chị cái cà tím này ra để cái mình bỏ vô nước mà ngâm vô nước muối. Cái đây là một cái tô nước lạnh mà chị đã bỏ một muỗng muối vô đó rồi. Muối vô. Bỏ khoảng 1 teaspoon. Hồi nãy bỏ chút muối thì bỏ thêm chút xíu. Đó mình thả cho mình ngâm. Biết biết tại sao mình ngâm cà không? Dạ em không hiểu là tại sao chị phải cần phải có muối rồi bỏ vô nước. Chị nghĩ là cái cà nào mà mình không ngâm vô nước á thì nó dễ đen nè ha, nó không đẹp. Với lại khi mà mình chiên á nó thấm dầu vô nhiều lắm, nó hút dầu vô trơn à. Đó. Thì mình ngâm dầu, mình ngâm khoảng vài phút thôi. Cái mình lấy ra rồi cái mình áo bột mình chiên cà. Sau khi mình vớt cà từ nước ra xong rồi mình bắt đầu nhúng vào trong bột. Thì mình dùng ngón tay mình áo cho cái miếng cà nó đều bột. Mà mục đích mình làm bột để chi vậy chị Vân ha? Mình chiên cho nó vàng một lát nữa đó. Cái phần bột á mà khi mà mình kho đó, nó sẽ lền lền ra. Nó giống như là cái nước cá kho, thịt kho vậy đó. Thì mình bỏ vô đây mình chiên, thì mình bỏ vô khi tiếp bỏ vô tiếp bỏ cái phần cái mặt trắng xuống, cái mặt mà bột á cho vô chảo, xong rồi mình chiên là mình chiên cái mặt đó, còn cái mặt kia mình chiên sơ thôi. Đảo. Bây giờ chiên về nè là xong rồi đó. Hồi nãy cái mặt này ha, con chiên vàng rồi, con đảo là cho cái mặt này xuống chút xíu nữa, bây giờ là lấy đi để xong ao rồi. Thì mình chiên cái mình chiên một lượt hết thì mình vớt ra. Sau khi mà mình chiên xong rồi thì mình bắt đầu bắt dầu lên rồi cho boro vô các chị. Khi boro. Trong khi đó chị sẽ trộn với nước sốt ha. Thì ở này là có nước dừa Cocorico ha. 3 muỗng soy sốt, 3 muỗng tablespoon soy sốt trong này ha. Rồi cái này là 2 tablespoon dầu hào chay. Với lại một muỗng đường vàng, một muỗng teaspoon đường vàng, 1/4 teaspoon tiêu. Rồi mình sẽ cho vô đây. Rồi tiếp thả cà trở lại. Mình có chờ nước sốt sôi hay là mình thả? Mình thả xuống được, cũng mau lắm, chỗ này nóng. Thì cái mình giống như mình hầm riêu riêu nó vậy đó. Cũng thoảng á mình lấy cái muỗng á mình múc cái nước sốt mình tưới lên trên, mình cho nó cái mặt thì nó ngắm, thì mình cứ để yên rồi mình dặn lửa nhỏ nhỏ xuống nha. Thường mình để lửa như thế nào chị? Lửa riêu riêu đó, lửa riêu riêu thôi, để cho cái nước sốt á nó kẹo lại, nó thấm vô trong cà nó kẹo lại. Lát nữa cái mình đảo nó, cái nào mà mình đảo được mình đảo nhẹ nhẹ tay á thôi nó không bể, hoặc là mình lấy cái muỗng á mình múc nước sốt mình tưới lên trên.